Xin chào mọi người đã quay lại video nhận định thị trường của Team Stock 247 ngày hôm nay, phiên giao dịch ngày 20 tháng 3 năm 2023. Phiên giao dịch mở đầu tuần tương đối là tiêu cực khi mà thị trường thì gặp áp lực giảm điểm ngay từ đầu phiên sáng. Chúng ta có thể thấy là khi thị trường mở cửa đã tạo gap giảm đâu đó hơn 3 điểm và quay lại test cái vùng 1040, sau đó thì cái đà giảm bắt đầu mạnh hơn về cuối phiên và thị trường thì đóng cửa giảm điểm hơn 22 điểm, tương đương mức giảm 2,11%, quay lại mốc 1023. Và cái số mã giảm áp đảo số mã tăng rất là nhiều khi có 369 mã giảm, 4 mã sàn, đâu đó chỉ có 48 mã tăng thôi. Hôm nay chúng ta có thể thấy là cái dòng tiền nó tập trung chủ yếu vào các cổ phiếu dòng đầu tư công và một cổ phiếu dòng phân bón, nó khá là gọi là phân hóa và nó chỉ trên một vài cổ phiếu thôi chứ không quá nhiều. Áp lực giảm vẫn là chủ yếu. Hôm nay thì VN30 giảm đến 28 mã mà không có một mã nào xanh khi đóng cửa và đâu đó giảm 23 điểm, tương đương mức giảm 2,2%. Thì điều đó cho thấy là cái áp lực giảm của các cổ phiếu nhóm VN30 mạnh hơn thị trường chung khá là nhiều. Và hôm nay thì trong cái bản tin đầu phiên sáng thì em có chia sẻ là thị trường thì vừa trải qua một tuần giao dịch giằng co với hàng loạt những cái sự kiện lớn như đáo hạn phái sinh này, cơ cấu quỹ này, hàng loạt cái thông tin biến động từ thế giới, thì có thể là thị trường sẽ vận động và vẫn giữ được cái trên đường MA20 tuần, thì có thể là thị trường sẽ đâu đó vận động quanh cái đường và có thể là VN-Index sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều từ các thông tin thế giới tiêu cực từ thế giới. Một phần cũng là do Việt Nam hay đi trễ pha hơn, quan trọng nhất là Ngân hàng Nhà nước đã kịp thời ra chính sách hỗ trợ và giảm lãi suất điều hành. Thì tuần này là một tuần tương đối quan trọng khi mà chúng ta sắp tới sẽ đón chờ cái cuộc họp của Fed. Thì kịch bản thị trường có đưa ra nghĩa là hướng tốt là duy trì trên 1040 và bật tăng trở lại tiến đến cái mốc 1080, và cái hướng xấu là thị trường sẽ thủng gãy chen vùng 1040 và tìm điểm cân bằng mới, thì chúng ta sẽ kỳ vọng nó sẽ quanh lại đâu đó quanh cái vùng 1.000 cộng trừ. Thì về cái hành động thì cũng nói khá là rõ rồi, thì đáo hạn phái sinh và cơ cấu quỹ vừa vừa qua thì thị trường sẽ phản ánh thực tế về thể hiện ý chí, thì cần quan sát thêm để đưa ra hành động phù hợp. Đấy, đấy là cái bản tin buổi sáng hôm nay thì cũng đưa ra chiến lược cho anh chị khách hàng. Và hôm nay thì thị trường đã chính thức thủng mốc 1040 và gãy cái trend sideway up này và vẫn đang nằm trong cái kênh giảm này, thì khả năng cao trong phiên ngày mai thì trước mắt thị trường sẽ với cái áp lực giảm như thế này thì thị trường có thể sẽ quay lại đâu đó trước mắt là cái vùng hỗ trợ 1020. Đây là một mốc hỗ trợ cũng không quá là mạnh của thị trường, thì có thể về đây thị trường sẽ xuyên thủng mốc này, nếu mà cái áp lực bán nó vẫn sẽ còn thì sẽ quay về đâu đó quanh mốc 1000, thì vẫn kỳ vọng nhịp này sẽ về quanh mốc 1.000 cộng trừ, thì thị trường sẽ có cái mức chiết khấu gọi là tương đối hấp dẫn khi mà dòng tiền có thể quay trở lại. Thì một cây nếm giảm mạnh như này thì thanh khoản thì nó vẫn chưa vượt ở cái phiên hôm qua đâu, nhưng mà chủ yếu cái áp lực giảm này nó sẽ đến từ các cổ phiếu trụ và các cổ phiếu mà ETF tăng mạnh trong cái phiên giao dịch cuối tuần vừa rồi. Ví dụ như là anh chị thấy nhé, Vietcombank này, hay là đầu phiên thì chúng ta thấy Vietjet này, HD Bank là các cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường. Thì đóng cửa thì hôm nay chúng ta thấy là các cổ phiếu tiêu cực chủ yếu là các cổ dòng dòng bank, đó là Vietcombank, TPBank, CTG, BID và đâu đó thêm một vài cổ phiếu trụ nữa là Vinhome hay là Masan hay Hòa Phát, thì là các cổ phiếu mà ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường. Và hôm nay thì nước ngoài cũng bán dòng tương đối là mạnh, đâu đó bán dòng hơn 300 tỷ, quay lại bán dòng rồi, thì điều này cũng là điều mà chúng ta không mong muốn nhất ở thời điểm hiện tại, khi mà đây là cái dòng tiền mà giúp thị trường nâng đỡ thị trường tăng điểm và có cái đà hồi phục ngắn trong giai đoạn vừa rồi, mà bây giờ lại quay ra bán dòng, thì cái áp lực giảm nó khá là mạnh và khả năng cao nó vẫn sẽ còn trong cái thời gian sắp tới. Thì với phiên giảm điểm như này thì kịch bản ngày mai sẽ như thế nào? Thì với phiên giảm tạo gap như này và thị trường ngày mai có cái hỗ trợ quanh đâu đó quanh vùng 1020, thì có thể về đây nó sẽ có nhịp hồi kỹ thuật hồi lên, và hồi lên thì em đánh giá là cái dưới cái áp lực giảm như thế này thì thị trường vẫn sẽ gặp tiếp một phiên giảm điểm, đâu đó sẽ khả năng cao sắp tới trong tuần này sẽ có đâu đó quanh mốc 1.000. Đấy, là cái mốc mà chúng ta sẽ hướng đến trong cái thời gian sắp tới. Và nhìn qua thế giới một chút xem có cái gì đó tích cực hơn không. Thì hiện tại thì nếu mà nhìn vào chỉ số hiện tại thì chỉ số chính thì chưa giao dịch. Đâu đó chúng ta sẽ nhìn đâu đó vào chỉ số tương lai đi, hợp đồng tương lai đi của thế giới hiện tại. Thì bắt đầu là có sự hồi phục nhẹ rồi, đâu đó từ các nước về châu Âu và Dow Jones thì cũng đang xanh nhẹ, đó là US30 này, US500, S&P 500 và US2000 thì cũng đang có cái sự tích cực nhẹ. Còn nhìn về châu Á hôm nay thì là một phiên mà
châu Á giao dịch khá là tiêu cực khi là Hang Seng này, châu Á thì đang giao dịch ở gọi là trái chiều nhá, như Hang Seng này, China A50 này, hay là Singapore MSCI này, MSCI này cũng giảm điểm này đấy. Nói chung là châu Á thì đang tiêu cực hơn. Còn về chỉ số chính hôm nay thì thị trường châu Á thì cũng chìm trong sắc đỏ thôi, như Hang Seng này, DJ Shanghai này, hay là Shanghai thì cũng chìm trong sắc đỏ, Thái Lan này đấy, cũng chìm trong sắc đỏ. Thì đó cho thấy là thị trường châu Á cũng phản ứng khá là tiêu cực đối với cái thông tin khi mà Dow Jones cuối tuần vừa rồi có giảm điểm. Hôm nay thì cũng có một cái thông tin tích cực, đó là cái ngân hàng UBS đã mua lại cái ngân hàng mới phá sản vừa rồi là hơn 3,2 tỷ USD, thì cũng đã có một cái sự hỗ trợ và mua lại rồi. Thì thị trường sắp tới thì cũng kỳ vọng là khi mà các thông tin xấu qua đi thì thị trường có điểm cân bằng mới và có thể có một cái nhịp hồi phục trở lại. Nhìn về hiện tại thì khả năng cao đây, bên đây sẽ giảm một nhịp nữa, sẽ tạo hai đáy của cái MACD ngày này, xong rồi đó sẽ vòng lên kiểu như này đây, để vẽ để anh chị có thể dễ dàng nhìn hơn. Đây, vòng lên kiểu này này, tạo hai đáy có thể thấp hơn cao hơn đấy, xong lại vòng lại này đây. Đây, quay lại thì sẽ kỳ vọng là thị trường sẽ vận động theo kiểu như sẽ như thế vậy. Thì trong cái rà soát giữa phiên ngày hôm nay thì cũng nói khá kỹ về cái những cái hướng mà anh chị có thể giao dịch được rồi. Ví dụ như kiểu người cầm cổ phiếu thì canh bán triệt để với các khoản vi phạm, mà còn cổ phiếu nó có lời thì canh chốt hết, tránh rơi vào trạng thái là từ lãi thành lỗ. Còn ai cầm tiền thì cứ bình tĩnh theo dõi, chưa vội vàng khi thị trường cuối phiên có rút chân và về điểm cân bằng mới thì sẽ tham gia. Thì chúng ta vẫn đang trong cái trạng thái theo dõi thôi, chưa có gì phải vội vàng cả, nhất là chúng ta đang cầm tiền thì không có gì phải nôn nóng cả khi thị trường đang khá nhiều tin xấu và chưa chưa hấp thụ hết. Và đặc biệt là cái thông tin trong tuần này, nó có nghĩa là 2 ngày nữa, có nghĩa là 1 giờ ngày 23 tháng 3 là vào phiên giao dịch ngày thứ năm rạng sáng đấy, thì thị trường sẽ công bố cái lãi suất của Fed. Thì hiện tại thì trong cái bình chọn này thì hiện tại thì không nâng lãi suất thì đang là 42,4%, và nâng 0,25% thì hay gọi là 25 điểm cơ bản đấy, thì nó đang rơi vào 57,6%. Gần như là cái bình chọn về tăng 50 điểm cơ bản là 0%, không ai đang đang hướng đến điều đấy, mà chúng ta chỉ hướng là một là giữ nguyên lãi suất, hai là tăng 25 điểm cơ bản. Thì trước những cái thông tin tiêu cực của thế giới vừa rồi thì nhà nước trung ương Mỹ Fed thì cũng sẽ có những cái động thái là gọi là giảm nhiệt tăng lãi suất. Và nhiều giới chuyên gia cho rằng thì trong cái đợt tăng lãi suất này gần như là đợt tăng lãi suất cuối cùng của Fed trong cái năm nay. Đây cũng là một cái đang dự báo gọi là ảnh hưởng, gọi là có thể tích cực hơn cho nền kinh tế. Thì hôm nay cũng là một cái thời điểm mà chúng ta cũng thể thấy là giá vàng hôm nay là gọi là quay lại cái vùng đỉnh đâu đó chiều nay, thì chúng ta thấy là giá vàng quay lại mốc 2.000 đỉnh lịch sử trong cái đoạn vừa rồi. Thì cho thấy là sau khi mà chứng khoán thể hiện cái sự tiêu cực như kiểu là châu Á tiêu cực thì giá vàng được đẩy lên rất là nhanh, thì cho thấy là cái lo ngại về suy thoái kinh tế, chúng ta có thể thấy là suy thoái kinh tế cũng đang được là cái nỗi lo của rất nhiều nhà đầu tư. Giá dầu hiện tại thì cũng giảm khá mạnh trong cái giai đoạn cuối tuần vừa rồi và chưa có dấu hiệu hồi phục trở lại, vẫn vẫn tiếp tục giảm. Và chúng ta khả năng cao thì đang đang kỳ vọng nó sẽ dừng chân đâu đó quanh vùng 60.x này, 62, 63 gì đấy. Giá dầu thì trong cái video cuối tuần vừa rồi em nói cũng khá là chi tiết vì sao giá dầu lại giảm, tại vì cái dầu thì cũng không phải là cái giai đoạn mà cái gì đó, cái tài sản gì mà có thể cầm được trong cái thời kỳ này. Ví dụ như vàng hay là tiền thì chúng ta có thể kỳ vọng được, chứ còn giá dầu thì khá là ít kỳ vọng. Và khi mà áp lực hay là thị trường toàn cầu mà bước vào suy thoái thì cái xu hướng của người dân cũng sẽ không sử dụng, gọi là tiết kiệm, gọi là thắt lưng buộc bụng đấy, thì cũng không sử dụng dầu quá nhiều hay là xăng quá nhiều đấy. Thì điều đó dẫn đến là cái lượng cầu nó không quá nhiều thì thị trường thì cung vẫn như vậy, đúng không? Thì nó sẽ dẫn đến là giá phải giảm đi để gọi là kích thích cái tiêu dùng. Chúng ta cũng hiểu đơn giản vậy thôi. Ok, thì với cái đường DXY thì hiện tại thì cũng đang quay lại test đáy rồi, có cho thấy là cái đồng đô la cũng đang suy yếu dần trong cái giai đoạn hiện tại, và khả năng cao nó có thể quay lại test đáy đâu đó quanh vùng 1.02, 1.01 nhé, 100 nhé. Đấy, chúng ta cần lưu ý sau hàng loạt những cái dữ liệu kinh tế không mấy tích cực trong đoạn vừa rồi. Thì quay trở lại
quay trở lại với thị trường chung ở thời điểm hiện tại thì chúng ta đánh giá thì thị trường cũng khá là tiêu cực, cũng chưa có gì phải phải quan tâm vội cả. Chúng ta sẽ đợi trong phiên giao dịch ngày mai khi thị trường về các mẫu hỗ trợ sẽ phản ứng như thế nào. Nếu mà rút chân thì chúng ta sẽ xem cái nhóm cổ phiếu nào là nhóm cổ phiếu hồi phục trước. Với giai đoạn hiện tại thì chúng ta cũng không cần quá vội vàng để tham gia vội làm gì cả, khi mà trước mắt vẫn còn một cái phiên họp của Fed nữa. Với cái thông tin mà ngân hàng nhà nước SBV của chúng ta có hạ lãi suất điều hành ấy, thì cái này nó chưa đủ mạnh để có thể kích thích thị trường có thể có bước vào một nhịp tăng, mà thị trường lại đang đào dần và đang hôm nay là gãy chen hẳn cái sideways up này. Thì giai đoạn tới thì cũng sẽ cần một cái cú đấm mạnh hơn, có thể là đến từ Fed, có thể là đến từ thế giới, để giúp thị trường có thể hồi phục mạnh mẽ hơn trong thời gian sắp tới. Thì chúng ta cũng chờ đợi nhá. Nhìn vào đến tuần thì cũng đã mất đường MA20 rồi, một cây đến khá là xấu. Chúng ta sẽ kỳ vọng một cái điểm cân bằng đâu đó trước mắt là mai sẽ về quanh vùng 1020, thì nếu nó hồi phục được thì anh chị nào còn kẹt hàng thì sẽ canh cơ cấu trong phiên, còn mua mới thì cũng chưa 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 vội, sẽ đợi thị trường cân bằng hẳn hoặc cuối phiên rút chân hay nhóm cổ phiếu nào có một cái gì đấy nó tích cực, nó có một cái gì đấy tin cậy thì chúng ta bắt đầu tham gia. Quan trọng nhất vẫn là giai đoạn về dòng tiền hiện tại, xem có vào mạnh vào phiên ngày mai không, khi mà lại chiết khấu đâu đấy cũng gần về cái vùng hỗ trợ mạnh rồi, thì xem dòng tiền có hứng thú để tham gia và giúp thị trường có thể hồi phục được không. Ok, bây giờ sẽ review qua một chút một vài cái nhóm ngành tích cực trong ngày hôm nay. Hôm nay đầu tiên phải nói đến đầu tư công, và đầu tư công thì chúng ta phải nhắc đến KSB. KSB hôm nay là cổ phiếu tích cực nhất trong nhóm đầu tư công, gần như là nhóm là cổ phiếu tăng điểm đầu tiên thì hôm nay có bật trở lại. Thì KSB hôm qua thì em có nói với anh chị rồi, KSB tuy tích lũy đệ nhưng mà nó đang trong cái mô hình gọi là cây đêm hướng lên, thì có thể với phiên giảm này, vốn lớn này, ngày mai nó thủng cái này thì cái áp lực giảm nó cực kỳ mạnh, có thể quay lại đâu đó luôn cái vùng đáy này, cái vùng hỗ trợ này đâu có quanh 20.8 luôn. Đấy, chúng ta cực kỳ lưu ý nhé. Vì sao mà với nhóm đầu tư công khi mà nó tăng mạnh một giai đoạn, và nên là và em cũng chia sẻ là anh chị nên chốt lời, và nó suy yếu cũng khá là nhiều rồi nên chúng ta sẽ không quan tâm nữa, tạm thời sẽ để nhóm này phải chiết khấu hơn thì chúng ta mới tham gia. Đầu tư công thì vẫn là một nhóm có thể kỳ vọng được khi mà chính phủ vẫn đang đẩy mạnh và thúc đẩy đầu tư công rất là nhiều. Tiếp theo đến là CG này. Đấy, cũng đang tích lũy lại này, nếu nó tích lũy tốt ở đây khi mà thị trường điều chỉnh mà nó vẫn tích lũy tốt thì chúng ta có thể lưu ý nhé. BLC này cũng vậy này, đang loanh quanh đường MA20 này. HHV này cũng tương tự này, đang giá thì đang vận động dưới MA20 rồi. Chúng ta sẽ lưu ý nhá, nếu cổ phiếu nhóm đầu tư công trong giai đoạn tới thị trường điều chỉnh mà nó vẫn giữ được như này thì sắp tới chúng ta chắc chắn sẽ phải lưu ý nhóm này. Tiếp theo nữa là nhóm phân bón, thì có một cổ phiếu là được Đạm Cà Mau. Đạm Cà Mau hôm nay thì cuối phiên lại có thể giữ tích cực. Đạm Cà Mau sau khi tích lũy đáy ở đây thì có một phiên bật trở lại và vượt trên đường MA20. Thì với cái kiểu mà bật như này thì chúng ta có thể là với nếu thị trường ok trading thì cộng được, còn với thị trường xấu như phiên hôm nay thì chúng ta phải thậm chí những cổ phiếu bật này chúng ta có thì chúng ta nên bán chốt lời để thị trường cân bằng thì chúng ta tham gia sau vẫn chưa muộn. Có nhiều cổ phiếu hôm nay chưa rơi nhưng mà chúng ta vẫn phải bán, tại vì khi mà thị trường yếu chúng ta phải bảo vệ cho cái tài sản của mình chứ, đúng không anh chị? Khi mà thị trường rơi thì cổ phiếu có thể chưa rơi, phiên ngày mai nó rơi bù một cái anh chị không kịp bán thì chúng ta đang từ lãi thành lỗ, hoặc đang từ lỗ nhẹ thành lỗ nặng hơn. Trong giai đoạn này thì kiếm lợi nhuận đã khó rồi nên chúng ta phải tập trung vào giữ tài sản. Ok, Hóm Thép cũng là một nhóm kỳ vọng nhưng mà hôm nay thì có áp lực giảm và đang quay lại test đường MA20, với Hoa Sen đang là mạnh nhất này, cũng điều chỉnh rồi, thanh khoản hôm nay Hoa Sen không quá lớn, nếu tích lũy lại và dừng chân ở đây thì cũng khá ok. Nam Kim này, Hòa Phát thì yếu hẳn rồi, chúng ta sẽ không kỳ vọng quá là nhiều. Chứng khoán này, SSI này cũng quay về nền này, VCI này tương tự này. Trong chứng khoán nếu quay về nền mà tích lũy lại được thì chúng ta cũng thể theo dõi nhé. HCM này thì yếu hơn này, quay về hỗ trợ dưới này. VND này tương tự về nền này. FTS là cổ phiếu khuyến nghị anh chị, ông bảo anh chị bán rồi, hôm nay thì nó quay lại lấp gáp thôi, cũng không có gì, khả năng cao nó sẽ tích lũy lại thôi. CTS, FTS, CTS là hai cổ phiếu sáng nay có sắc xanh, nhưng thị trường yếu thì đương nhiên nó sẽ bị áp lực điều chỉnh là chuyện bình thường rồi, không có gì cả.
chúng ta sẽ đánh giá trong các phiên tiếp theo, khi mà thị trường nếu mà xấu thêm thì nhóm này có tích lũy lại không. Đấy là một vài của nhóm cổ phiếu mà hôm nay có dòng tiền tích cực được, còn lại thì hầu như là cũng đang khá là yếu rồi. Chúng ta sẽ đợi trong phiên ngày mai nhé, xem cổ phiếu nào là cổ phiếu hồi phục trước và cổ phiếu nào là cổ phiếu mà duy trì ở trạng thái. Ok, thì thị trường cơ sở thì chúng ta sẽ đợi đợi và kiên nhẫn trong giai đoạn hiện tại. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần 2 của video này là nhận định phái sinh. Thì phái sinh phiên hôm nay thì cũng là một phiên mà gặp áp lực giảm điểm khá là mạnh, khi ngay từ đầu phiên sáng đã giảm điểm rồi và tạo gap giảm, và đà giảm thì nó cứ vậy, nó cứ giảm dần, nó sideways, giảm xong nó trứng lại, nó tích lũy xong lại giảm tiếp kiểu vậy, mà chưa có xu hướng gọi là tạo đáy có gì mà chắc chắn cả. Trong cái phiên hôm nay thì em có bảo anh chị rồi, khi mà nó tạo một cái kênh như này và nó rơi kênh thì khả năng cao là cứ hồi chúng ta sọt thôi, và điểm cân bằng có nói target cho anh chị là đâu đó quanh vùng 1015 là cái điểm dừng thứ nhất, điểm thứ hai đâu đó sẽ nó quanh vùng 1000. Còn nếu thủng 1000 thì khả năng cao thị trường sẽ cũng gặp áp lực mạnh đâu đó về quanh 960 là điều có thể xảy ra nhé. Còn về cái dấu hiệu tạo đáy thì nhìn từ khung ngắn hạn đây, từ 3 phút trở đi thì chưa có gì đó, nó chưa có gì gọi là thể hiện cái sự gọi là tích cực hay xu hướng mạnh. Đâu đó 3 phút thì đang có tạo khá nhiều đáy ở đây, ở cái đến 3 phút này kiểu sideways down đấy, thì có thể nó sẽ hồi phục nhẹ đâu đó ngày mai, nếu mà tối nay thế giới mà đóng cửa nó hồi phục nhẹ thì có thể ngày mai nó sẽ quay lại đâu đó quanh vùng 1025, và xa hơn nữa thì cùng lắm là đến 1028 thôi, quanh quanh này cũng cản khá là mạnh rồi đấy. Sau đó có thể nó sẽ giảm tiếp, ít nhất thì ở trên cái chặng 15 phút này thì phái sinh nó cũng phải tạo được hai đáy của cái MACD này đấy, những kiểu giai đoạn như này đấy, nó tạo ít nhất hai đáy xong nó mới hồi phục được, còn chán mới hồi phục được đấy, khi mà đã gặp áp lực giảm điểm rồi. Còn về giao dịch của các khối hôm nay thì chúng ta thấy rõ là khối ngoại hôm nay thì đầu phiên sáng thì bán rất là mạnh đâu đó hơn 5.000, và lúc đó mua em nhớ lúc đấy chỉ tầm một hơn 1.000 thôi, thì cuối phiên hôm nay thì có mua 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 dòng trở lại, và cuối phiên chốt phiên thì đang hiện tại đang là đâu đó là 1.000 hợp đồng, 1.000 hợp đồng lo tự doanh. Thì trong phiên giao dịch hôm nay thì xem là tự doanh có giao dịch gọi là tích cực hơn không nhá, nước ngoài thì vẫn mua dòng rồi, tự doanh hôm nay thì xem có sọt dòng thêm không. Phái sinh thì thanh khoản hôm nay thì cũng sau mới sau đáo hạn thôi nên là nó cũng chưa quá là tích cực. Nước ngoài hôm nay thì tự doanh cũng mua lo và giảm bớt cái vị thế của mình đâu đó là 500 hợp đồng, cho thấy là cũng đã giảm cái vị thế sọt của mình rồi, nhưng mà không đáng kể lắm, khá là ít. Còn nước ngoài thì vẫn tiếp tục duy trì trạng thái, và OI thì đang dần dần tiến đến mức gọi là cao kỷ lục đấy, đang 54.000 rồi, mới kết thúc đáo hạn đâu đó chỉ là hai phiên thôi, phiên này phiên thứ hai rồi, cho thấy là sự quan tâm và dòng tiền đang đổ lên khá là nhiều, nhưng mà thanh khoản chưa quá mạnh nhé. Khả năng cao nếu mà thị trường gặp áp lực giảm điểm ở thời gian các phiên sắp tới thì khả năng cao cái thanh khoản nó sẽ đẩy lên rất là mạnh. Thì phái sinh hiện tại thì chiến lược giao dịch ngày mai như thế nào đấy, nếu mà tối nay thế giới tích cực thì có thể nó sẽ hồi lên đâu đó quanh vùng 1025 này, thì nếu mà nó không tạo gap mà nó đi ngang luôn ở đây đấy, mở cửa gọi là bằng tham chiếu đấy, hoặc là đỏ nhẹ thì chúng ta sẽ canh lo, nếu mà tối nay thế giới tích cực lên những cái vùng 1025, 1028 sẽ canh sọt lại. Bao giờ đợi MACD của cái chặng 15 phút này nó tạo được hai đáy thì bắt đầu chúng ta sẽ canh lo mạnh, còn không thì cũng chưa thể có một cái lực hồi phục quá là mạnh mẽ đâu, khi là nó chỉ là giảm mạnh thì nó hồi kỹ thuật thôi. Đấy, cũng cực lưu ý nhé. Đấy là với phái sinh. Thì video hôm nay thì cũng nói chung là kịch bản thì cũng đã nêu ra khá rõ ở cái chiến lược video đầu tuần rồi, nên hôm nay sẽ nói qua một chút về những cái điểm nhấn của phiên hôm nay thôi. Thì nếu anh chị nếu mà có câu hỏi gì thắc mắc gì thì cứ comment bên dưới nhé, hoặc là comment thẳng vào video này thì chúng ta cùng chia sẻ và nhận định trực tiếp luôn. Còn nếu không thì video đến đây cũng kết thúc rồi, thì hẹn anh chị vào các video sau. Nếu thấy hữu ích thì đừng quên cho em xin một like, một comment và chia sẻ video này rộng rãi đến nhiều anh chị nhà đầu tư hơn.
và hẹn anh chị vào các video sau. Chúc anh chị ở buổi tối tốt lành.